Hello, em xin chào quý cô bác anh chị các bạn gần xa nhé. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một miếng đất ở Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước. Dạ, miếng đất này á, em muốn giới thiệu cho mọi người. Chiều ngang của nó là 9m8 nha mọi người. Nở hậu nha mọi người. Mà miếng đất em giới thiệu cho mọi người á, cách đường DT759B á, là gần 4km nha mọi người. Còn cách mặt tiền đường nhựa là chỉ có vài bước chân thôi nha mọi người. Đây là đường, cái ngôi nhà mà em muốn giới thiệu với mọi người á, là đường bê tông này. Nhưng mà cách cái mặt tiền đường nhựa thì chỉ có 2 đến 30 mét thôi nhé mọi người. Đây dạ, bây giờ em đi cụ thể vào từng ranh giới đất cho mọi người xem nhé. Dạ đây, đây là ranh giới của miếng đất này. Từ đây á, mà đi vào thẳng cái xe màu đen đó, là chạy dài xuống phía sau của miếng đất em đang giới thiệu á, thì chiều sâu của nó là được 38 mét nha mọi người. Dạ, đây em dạ, còn đây là ranh giới này. Từ đây sang đây là 9m8 này mọi người. Nói chung là có ranh giới rõ hết rồi. Cái cây xoài này cũng thuộc của miếng đất luôn nha mọi người. Dạ đây, đó. Từ bên vách nhà này trừ ra 10cm. Đó, từ cái nhà em quay với mọi người á, trừ ra 10cm là thành 9m8 nha mọi người. Dạ đây, bây giờ em đi vào trong nhà cho mọi người xem trong nhà luôn nha. Dạ, đây là giá ngộp luôn nha mọi người. Giá ngộp chính thức là quá ngộp luôn. Dạ 9m8, nở hậu dạ là hơn 10m nha mọi người. Mà chiều sâu là gần 40m. Nếu nói chính xác là 38m. Dạ, mà giá ngộp là chỉ có 290 thôi nha mọi người. Bao luôn sổ nha mọi người. Đó, dạ đây, em xin giới thiệu này. Đó, nhà cửa rất chi là gọn gàng, sạch sẽ. Xây xong là chưa có ai ở luôn á. Có vợ chồng về ở thời gian bây giờ vợ chồng đi xuống thành phố đi làm hết rồi. Vì do kinh tế trên đây khó khăn quá, công việc rồi các cây nói chung là cũng không làm lụng được, mà tuổi trẻ bây giờ mà ít người chịu lao động hơn nhiều. Bây giờ đó là đây, ngôi nhà này gồm một phòng khách này mọi người, gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một gian bếp. Là đây đó, đó rất chi là rộng rãi nha mọi người, có tủ chén tủ đồ hết luôn đó. Dạ đó, đây em xin đi ra đằng sau giới thiệu cho mọi người luôn. Đây, mọi người chờ em xíu nha, mở cái cửa này nó hơi lâu. Đó. Từ đây mà cách đường DT759B ấy, thì chừng chỉ có 4km thôi. Chắc em mở nó khó quá, có nên mở được không chờ. À được rồi. Đó. Dạ đây, đây là đường sau của miếng đất nha mọi người. Dạ đây, đó, đây là đường sau của miếng đất này. Dạ đây, mà cái này đường sau của miếng đất em chỉ ranh giới luôn. Ranh giới là có hàng rào luôn này mọi người. Cái cây mận này cũng của mình luôn nhá. Dạ nhà vệ sinh này cũng đơn giản thôi. Dạ đây, đến đây là ác của miếng đất em muốn giới thiệu với mọi người. Đó, ranh giới là tới đây ạ. Nó có múc một cái mương nhỏ để chỉ ranh giới. Đây, từ đây em đứng ra tới cái đường lúc nãy em đứng em quay cho cả nhà mình xem đó. Dạ đây thì xem cái cây me nhỏ nhỏ đó. Cái chỗ ngay cái chuồng bò đó. Dạ đây, em đi tới đây để em chỉ thẳng ra đường cho mọi người xem luôn. Dạ đây. Giá này giá ngộp nha mọi người. Em xin nhắc lại với mọi người, miếng đất này á là dài, chiều ngang của nó là 9,8m, dạ nở hậu ra là hơn 10m nha mọi người. Chiều dài của nó là 38m có dư. Giá ngộp nha mọi người, 290 triệu mà còn bao luôn sổ sách nè. Cây xoài này thuộc của miếng đất mình luôn đấy ạ. Dạ đó, có cả cây điều này luôn. Đây, em đi lên trên để em giới thiệu cho mọi người xem. Đấy. Cái này là em xin nhắc lại là cách đường DT á, thì là gần 4km. Mà từ đây cái đường, cái ngôi nhà của mình đi ra đường nhựa chỉ có mấy chục mét thôi nha mọi người. Dạ đây, đó em đi bây giờ mọi người nhìn giúp em này. Căn nhà này bao sổ sách luôn á. Dạ đó, mà ngôi nhà này mà từ thành phố mà đi lên ngôi nhà này có giếng nước luôn nha mọi người. Điện đường trường trạm là ok hết luôn. Dạ đây, ngôi nhà muốn giới thiệu với mọi người này. Em xin nhắc lại là ngôi nhà này chiều ngang của nó là 9,8m ngang, nở hậu nha mọi người. Còn chiều dài của nó là được 38m có dư. Nhà gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp. Đó, điện nước đầy đủ. Giá mềm cực mềm luôn nha mọi người. Giá 290 triệu mà còn bao sổ sách luôn nha mọi người. Từ đây mà, từ thành phố mà lên trên đây là 160km. Từ Bình Dương lên đây là 120km. Đồng Xoài các thứ lên đây là từ 100 đến mấy chục km thôi nhé mọi người. Dạ, ai mà thiện chí thì xin liên hệ qua
với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Em nhiệt tình giác khách cho gặp chủ luôn nha mọi người. Em xin đặc biệt lưu ý là cái miếng đất này á, chưa qua nhà đầu tư luôn nha mọi người. Cái này chưa qua nhà đầu tư luôn, đây là chính chủ đưa ra giá bán luôn. Đó, nên là mình không sợ là cái giá cả là nó không có hợp thích hợp với thị trường luôn. Dạ, đây. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip của em. Em xin nhắc lại số điện thoại là 032 9393 717. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip của em.